chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tập đoàn Mường Thanh sai phạm động trời và có hệ thống. Đại gia Lê Thanh Thản quá xem thường kỷ cương pháp luật. Tập đoàn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản nổi tiếng với những sai phạm ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại một số nơi, doanh nghiệp này bị cho là thách thức chính quyền khi không khắc phục sai phạm và xin hợp thức hóa sai phạm. Các lỗi phổ biến mà Mường Thanh mắc phải là vi phạm quy hoạch, xây dựng vượt tầng, xây dựng khi chưa có giấy phép và vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại Đà Nẵng, tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà được Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cấp phép năm 2016 với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Trong khi đó, từ tầng 2 đến tầng 5 được phép xây dựng làm bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng 4 tầng trên thành 104 căn hộ để bán. Năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư và yêu cầu ngừng thi công phần công trình vi phạm. Thế nhưng sau đó, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công và giao bán 104 căn hộ nêu trên. Giữa năm 2018, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 104 căn hộ xây dựng trái phép. Tại Khánh Hòa, dự án tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa, gọi tắt là Mường Thanh Khánh Hòa, tại số 1 Trần Phú cũng xây vượt quy hoạch được cấp phép. Theo đó, công trình này được chính phủ phê duyệt có chiều cao tối đa 40 tầng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã cấp phép xây dựng dự án với 47 tầng và 1 tầng mái. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp phép xây dựng dự án với 47 tầng và 1 tầng mái. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau đó đã có văn bản xin điều chỉnh chiều cao công trình nhưng không được chính phủ chấp thuận. Tháng 1 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh chiều cao xuống tầng 40, thời điểm công trình đã xây đến tầng 33. Sau đó, chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện công trình dưới tầng 39, nhưng thực tế lại xây đến 43 tầng. Công trình bị cơ quan chức năng đình chỉ và cắt điện, nước. Đến tháng 11 năm 2016, Sở Xây dựng ban hành phụ lục điều chỉnh giấy phép xây dựng đưa công trình về đúng 40 tầng. Tại thành phố Cần Thơ, Thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết theo Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, chủ đầu tư đã đưa khách sạn Mường Thanh Cần Thơ vào sử dụng khi chưa có văn bản nghiệm thu công trình. Ngoài ra, chủ đầu tư cho khai thác khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ quan thẩm quyền, chưa báo cáo khắc phục các sai phạm theo yêu cầu của cục. Vì vậy, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Mường Thanh Cần Thơ có quy mô 19 tầng và khách sạn đầu tiên của chuỗi khách sạn Mường Thanh ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại Phú Thọ, dự án tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh. Năm 2016, doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên, tập đoàn Mường Thanh trúng thầu giá quyền sử dụng đất, lô đất, thương mại, dịch vụ và tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì với diện tích 10.052m2, thời hạn thuê đất là 50 năm. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình trước khi cấp giấy phép xây dựng, trước khi được bàn giao đất trên thực địa vi phạm khoản 4 điều 12 luật đất đai năm 2013, khoản 2 điều 12 và điều 107 luật xây dựng năm 2014. Đáng chú ý, chủ đầu tư đã bán 100 trên 223 căn hộ cao cấp cho khách hàng từ hình thức cho thuê sang căn hộ để bán vi phạm các điều 6, 12, 57 và 175 của luật đất đai năm 2013. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các sở ngành đơn vị Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì và chủ đầu tư dự án. Tại Hà Nội có 12 kết luận thanh tra liên quan đến các công trình vi phạm trật tự xây dựng của Mường Thanh từng được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành. Điều đáng nói là trong số 10 dự án mà thành phố Hà Nội chuyển sang cơ quan an ninh điều tra có tới 8 dự án liên quan đến Mường Thanh. 8 dự án này đều vướng vào hai sai phạm lớn là xây dựng vượt tầng, phá vỡ quy hoạch được duyệt và các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án. Năm 2018,
khi Thanh tra Xây dựng ban hành kết luận số 39 về dự án khu đô thị Thanh Hà Senco 5 quy mô 388 ha, cơ quan này đã chỉ rõ những vi phạm xây thêm diện tích tại tầng áp mái của 9 tòa chung cư thuộc các ô đất B1.4HH01 và B1.4HH02. Mường Thanh cũng thông qua công ty con sở hữu 92,82% cổ phần tại khu đô thị Thanh Hà, vốn có chủ đầu tư ban đầu là Senco 5. Ông Lê Thanh Thản bị khởi tố điều tra nhiều sai phạm, song đến nay vẫn đang được tại ngoại. Dư luận cho rằng cần sớm xử lý nghiêm minh để răn đe những doanh nghiệp khắp cả nước để làm gương. Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án nhà rẻ khác của Mường Thanh. Theo đó, tại khu nhà ở Sa La, diện tích 209 ha, doanh nghiệp này xây thêm tầng, vi phạm mật độ xây dựng. Tại dự án khu chức năng hỗn hợp Đại Thanh rộng 15,8 ha, Mường Thanh xây vượt tầng, vi phạm mật độ xây dựng và sử dụng đất sai mục đích. Tại chung cư CT11, CT12 tại lô CT2 thuộc khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ rộng 26,9 ha và tổ hợp CT5 xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Mường Thanh chỉ bị chỉ ra đã xây sai quy hoạch. Tại nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng dịch vụ thương mại và nhà cao cấp văn phòng 6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Mường Thanh xây vượt quy hoạch 10 tầng, tổ hợp HH Linh Đàm cũng bị cho xây sai quy hoạch và thiếu hầm chung cư. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết Thanh tra Hà Nội đã chuyển cho Công an điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của một số đơn vị, trong đó điển hình là doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên do ông Thản làm chủ tịch. Theo ông Khương, doanh nghiệp do ông Thản làm chủ tịch triển khai rất nhiều dự án trên địa bàn thành phố. 12 dự án trong số này qua điều tra đều thấy có dấu hiệu về tội trốn thuế và có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở. Năm 2012 được xem là bước ngoặt với tập đoàn Mường Thanh khi ra mắt dự án nhà ở xã hội siêu rẻ tại Hà Nội, tại khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Dự án xa trung tâm Hà Nội nhưng khi đó hút khách hàng khi bán với giá chỉ khoảng 10 triệu đồng trên 1m2. Lần đầu tiên một chung cư với căn hộ có giá dưới 500 triệu đồng ở Hà Nội được mở bán. Tập đoàn Mường Thanh trước đó được biết đến với tên gọi doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên do ông Lê Thanh Thản là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điện Biên cũng chính là nơi khởi đầu sự nghiệp của ông Thản, người vốn quê ở Nghệ An. Dự án nhà rẻ Đại Thanh bán thành công ngoài sức tưởng tượng khiến cho Mường Thanh trở nên nổi tiếng tại Hà Nội. Ngay sau đó, doanh nghiệp này cho ra mắt nhiều dự án giá rẻ khác như khu nhà ở Sa La, quận Hà Đông, diện tích 209 ha, chung cư CT11, CT12 tại lô CT2, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ rộng 26,9 ha, chung cư CT5, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, tổ hợp HH Linh Đàm. Các dự án của Mường Thanh có điểm chung là giá rẻ, xây dựng nhanh, xa trung tâm thành phố Hà Nội và đều tiêu thụ rất nhanh, đáp ứng thị hiếu của người có thu nhập thấp ở thủ đô. Ngoài ra, tập đoàn này cũng phát triển một số dự án giá rẻ khác tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Những năm gần đây, Mường Thanh tập trung phát triển dự án Thanh Hà, quận Hà Đông, rộng gần 400 ha. Tại đây, doanh nghiệp này bán ra nhiều sản phẩm như chung cư, đất nền, biệt thự, khu vui chơi giải trí. Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1949 ở Diễn Châu, Nghệ An. Nói trên báo giới, ông cho biết sau chiến tranh được cử lên Lai Châu công tác và được giao nhiệm vụ xây dựng các công trình cho địa phương. Tới đầu những năm 1990, ông lập xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, nay là doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Năm 1993, ông xây dựng khách sạn Điện Biên tại Điện Biên Phủ, đến năm 1996, khách sạn Mường Thanh ra đời. Về tài sản của ông Thản, chưa có bất kỳ con số thống kê chính thức cũng như xác nhận của người trong cuộc. Nguồn tin cho biết ông Thản đang sống tại một căn nhà sàn bằng gỗ tại khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông. Khuôn viên của căn nhà rộng lớn với sân vườn và cảnh quan. Về phương tiện đi lại, ông Thản đang sử dụng một chiếc xe Rolls-Royce. Đại gia này được biết đến là một trong những người Việt đầu tiên sở hữu dòng xe đắt đỏ này. Ông Lê Thanh Thản cũng đang sở hữu trại bảo tồn động vật hoang dã, trại bò rộng 100 ha tại Diễn Châu, Nghệ An. Trong khu bảo tồn này có một vườn thú rộng 35 ha. Tại đây có nhiều loại động vật quý hiếm như tê giác, hổ, bò tót,
Dự án này có bán vé cho người dân địa phương đến tham quan. Mường Thanh cũng nổi tiếng khi đang sở hữu hệ thống gần 60 khách sạn khắp cả nước, với số khách sạn này khoảng 11.000 phòng nghỉ tiêu chuẩn đang được kinh doanh. Ông Lê Thanh Thải từng trả lời báo chí rằng vẫn giữ sở thích hút thuốc lào, do đó thường gọi là đại gia điếu cày. Tại Hoa Kỳ, biện pháp chống cự cấp bách đối với tốc độ siêu lây lan của con virus Vũ Hán và cách ly xã hội và phong tỏa hàng trăm triệu người dân, cùng với tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân trước khi có vaccine. Tuy nhiên, việc cứu trợ bằng cách trao tiền mặt cho hàng trăm triệu người dân cùng với sự ngưng trệ hàng loạt các hoạt động kinh doanh sẽ gây ra những tổn hại, làm nên suy thoái kinh tế khó tránh khỏi đối với Hoa Kỳ và hệ lụy là sẽ kéo theo cả thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Các gói cứu trợ khổng lồ hàng ngàn tỷ đô la liệu có đủ giúp cho Hoa Kỳ chống chọi với dịch cúm và cứu vãn sự sụp đổ của nền kinh tế hay không? Sự chi tiêu và phân bổ như thế nào cho hợp lý và hiệu quả? Bài viết dựa trên góc nhìn của tiến sĩ Phạm Đỗ Chí ở Florida, Hoa Kỳ, người từng làm tư vấn cho Tổng Bí thư Cây Sòn Phong Vi Hẳn của Lào và Tổng thống Togo. Bà Chris Tanina, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đã tuyên bố hôm thứ Sáu ở Washington DC 27 tháng 3 rằng kinh tế thế giới đã ở vào cơn suy thoái và hiện có 81 quốc gia đang cầu cứu khẩn cấp cứu trợ tài chính của định chế quốc tế quan trọng này. Bà thêm rằng IMF đã sẵn sàng can thiệp với một gói tài chính 1.000 tỷ đô la Mỹ để cứu trợ các nước hội viên ứng phó với hiểm họa suy thoái đó, phát xuất từ cơn đại dịch Vũ Hán. Lời xác nhận trên cho thấy cơn đại dịch coronavirus đã đưa đến cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu và vai trò quan trọng có thể gọi tới sự can thiệp của hai định chế tài chính lớn nhất là IMF và World Bank, Ngân hàng Thế giới. Nhưng điều quan trọng phải nói ngay là IMF và World Bank không thể dùng khả năng tài chính khổng lồ của mình để cung ứng gói cứu trợ tài chính thông thường đi kèm với các biện pháp kinh tế kích cầu theo mô hình Hoa Kỳ-Anh Quốc để chống suy thoái mới. Sống tại Hoa Kỳ, tôi nhận thấy đành rằng một phần lớn gói cứu trợ dùng để trợ cấp các cá nhân qua cơn khủng hoảng vì mất việc và có doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động chỉ phải dính vào nợ nần. Nhưng nhận xét kỹ có thể thấy ngay rằng đồng đô la hay bảng Anh vứt vào đời sống kinh tế hàng ngày chưa chắc có hiệu quả chặn được cúm Vũ Hán quái ác hoành hành, không ngừng nghỉ và gây ra bệnh tật thương vong tăng theo cấp số nhân hàng tuần. Việc Hoa Kỳ và các nước Tây Âu ra lệnh phong tỏa và cách ly chính là nguyên nhân gây ra tê liệt sự đi lại và các hoạt động kinh tế toàn cầu. Không chặn được cơn đại dịch hiệu quả thì hệ quả kinh tế càng đi sâu vào suy thoái tiếp và nặng thêm. Do đó đã có dự đoán cho rằng với đà tăng lây nhiễm khủng khiếp của đại dịch ở Mỹ, gói cứu trợ khổng lồ 2.200 tỷ đô la chỉ là bước đầu, Hoa Kỳ còn cần thêm các gói vài nghìn tỷ để kế tiếp để trong vài tháng tới. Nhìn lại nhanh các thời điểm chính của cơn đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc đã để lỡ cơ hội phòng chống quy mô cơn dịch từ khủng hoảng đầu tháng 12 năm 2019 xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Và đã chịu hậu quả nặng nề về cơn đại dịch bùng phát ở Trung Quốc và kéo theo sự phong tỏa đi lại của 600 đến 700 triệu người ở đa số các tỉnh lớn, sau đó là sự sụp đổ hoàn toàn về kinh tế cho đến nay. Hoa Kỳ đã quá chủ quan và nhận định sai tình hình ngay từ ban đầu, bài học của Trung Quốc và các lời tuyên bố xem nhẹ lúc bắt đầu cơn đại dịch nêu trên cho đến giữa tháng 1 năm 2020 đã bị lặp lại bởi chính Hoa Kỳ. Từ cuối tháng 1 năm 2020, lúc có bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên ở tiểu bang Washington, bên bờ Tây nước Mỹ. Bên bờ Đông, chính phủ trung ương liên bang đã nhận định sai tình hình trong suốt 5 đến 6 tuần do thiếu các phương tiện xét nghiệm trên cả nước để không biết rằng cơn lây nhiễm đã lan rất rộng và đã không kịp lệnh phong tỏa kịp thời. Từ đầu tháng 3 năm 2020, lúc có thêm các dụng cụ xét nghiệm cũng là lúc nắm bắt được thực trạng của cơn đại dịch thì lại thành quá muộn để ngăn chặn hiệu quả cơn lây lan của nó. Từ thiếu dụng cụ xét nghiệm, tình trạng vỡ trận ở vài tiểu bang lớn ở Hoa Kỳ, nhất là bang New York và điển hình là thành phố New York, đã cho thấy Hoa Kỳ
đang thiếu toàn diện các thứ khác, dụng cụ bảo hộ như khẩu trang và quần áo phòng bị thích hợp cho nhân viên y tế, các trung tâm xét nghiệm, các dụng cụ xét nghiệm nhanh, các nhà thương hay khu chữa bệnh cúm Vũ Hán chuyên biệt, các máy thở và nhất là các thuốc chữa trị vẫn còn đang ở thời kỳ thử nghiệm thô sơ, chưa nói gì đến các thuốc chủng ngừa, vaccine, còn cần đến 12 đến 18 tháng nữa mới cho ra kết quả khoa học chính xác đầu tiên. Nay đại dịch đã thành đại họa cho Mỹ, suy thoái kinh tế Hoa Kỳ có thể trở thành đại suy thoái cho cả thế giới và cơn dịch cúm sẽ lan ngược ra lại khắp thế giới nếu Mỹ không có chính sách chữa trị quyết liệt và nhất là hiệu quả trong vài tháng tới đây. Và đó là lý do thị trường chứng khoán sụp đổ tan tành mà người viết chưa muốn nhắc tới trong bài này. Tiến sĩ Phạm Hữu Trí nêu quan điểm, ông đặc biệt nhấn mạnh hai giải pháp chọn lựa lúc này cho nước Mỹ. Thứ nhất là chính phủ trung ương phải dùng tới các người chỉ huy phải có các chuyên gia y tế nhiều kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm và trao quyền cho các thống đốc phối hợp với từng tiểu bang, thống nhất và việc như tuyên bố phong tỏa, lập nhà thương hay khu điều trị chuyên trách, đặt mua khẩu trang loại tốt và các dụng cụ phòng hộ cho nhân viên y tế, lập khu xét nghiệm và đặt mua thêm thật nhiều dụng cụ xét nghiệm từ khu vực tư nhân trong nước thay vì làm bởi CDC, và nhất là các nhập cảng lập tức từ nước ngoài như Hàn Quốc và Nhật Bản. Còn về chữa trị, sẽ cần chế tạo thêm máy thở và lập kho thuốc dự trữ chiến lược gồm vài thứ đã dùng có hiệu quả ở bên Á Châu như Hàn Quốc và Trung Quốc. Thứ hai là chính phủ trung ương chỉ đưa ra các chiến lược tổng quát trao quyền rộng rãi cho các tiểu bang thực hiện các kế hoạch chống dịch và chi tiết nêu trên, và nhất là lên tiếng kêu gọi các tổ chức từ thiện, tư nhân lớn hay các đóng góp tư nhân tài trợ các chương trình chống dịch ở từng tiểu bang. Người viết nghiêng về đề nghị này vì còn có thể huy động nhiều sáng kiến tư nhân và các đóng góp tài chính tự nguyện rộng rãi, cùng với sự tổ chức phân quyền rộng rãi thích hợp với các điều kiện địa phương và thời gian quá gấp rút. Tiến sĩ Phạm Hữu Trí phân tích, các giải pháp chống dịch yêu cầu phải kết nối cả thế giới bao gồm cả Việt Nam. Trong tiến trình này, IMF và World Bank giúp được ngay chính các cường quốc như Mỹ, Tây Âu, Nhật có phương tiện ngăn chặn được cơn đại dịch nhanh hơn nhờ phân công trong các nước hội viên, tổ chức sản xuất và phân phối các dụng cụ phòng và chữa bệnh hay thuốc chủng ngừa. IMF sẽ giữ vai trò cung cấp và tư vấn tài chính. World Bank ngoài cung cấp tài chính cho các nước đang phát triển, còn có thể tư vấn và giám sát kỹ thuật. IMF và World Bank có thể cung cấp tài chính và phối hợp với các nước nhóm của OECD và để cho các tổ chức việc sản xuất và phân phối dụng cụ thuốc men liên quan đến việc chống dịch như sau. Thiết lập một tổ chức nhỏ quốc tế mới để thiết lập và thanh sát các việc sau, được giao cho các nước chuyên biệt sản xuất khẩu trang, y phục phòng hộ và nước tẩy trùng. Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam vốn có giá lao động thấp, sản xuất các dụng cụ thiết xét nghiệm. Hàn Quốc và Nhật Bản có kinh nghiệm và trình độ khoa học cao. Sản xuất máy thở, Nhật, Mỹ và các nước Tây Âu nghiên cứu thêm về sản xuất vài thứ thuốc chữa trị có sẵn. Pháp, Mỹ và nghiên cứu và sản xuất các thứ vaccine trong vòng 12 đến 18 tháng là các nước như Mỹ, Nhật, Tây Âu và Trung Quốc. Các hoạt động này sẽ tạo ra một nền kinh tế y tế mới hỗ trợ cho tất cả các nước tham gia chống dịch bệnh và tạo công ăn việc làm, thúc đẩy xuất khẩu. Bệnh tật tử vong và tâm lý xấu là những vấn đề cần được giải quyết. Sự can thiệp sắp tới của IMF và World Bank nếu có, các biện pháp tiền tệ và tài khóa kiểu Mỹ và Anh có thể đáp ứng các tình hình bệnh tật và tâm lý đang làm tê liệt mọi nền kinh tế của thế giới. IMF dù có nghìn tỷ đô không thể gửi phái đoàn đi giải cứu 81 nước một lúc mà phải đưa ra các biện pháp mong mỏi, vì điều quan trọng là liệu pháp cần thiết giúp cho các nước hội viên chặn sớm được cơn dịch Vũ Hán. Tất cả phải tùy theo đầu tàu là Mỹ và Tây Âu chặn được bệnh và tái lập sinh hoạt kinh tế để tái tạo mức tổng cầu cho các nước khác nhau trên thế giới trong giai đoạn phục hồi. Đó mới là sự kích thích thật sự trong tương lai. Còn chính sách kích cầu của IMF lúc này không làm được gì cho 81 nước đó. Tiền của IMF và World Bank nếu có đủ chỉ là cứu trợ khẩn cấp và tạm thời, chứ không phải là để kích thích các nền kinh tế. Nên các giải pháp khác nữa như nêu trên
mới có thể góp phần giúp thế giới chống lại dịch bệnh và tạo nên nền tảng cho các hợp tác toàn cầu về sau. Khi nhân loại đối mặt với các thách thức khác, tiến sĩ Phạm Hữu Chí đưa ra kết luận. Nếu như Trung Quốc thắng thầu cao tốc Bắc Nam, chúng ta lấy gì để trả nợ? Trong lúc thu không đủ chi, nợ công 3,2 triệu tỷ đang loay hoay vay mới để trả cũ, thì liệu Việt Nam có khả năng làm cao tốc Bắc Nam với vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đô la, chiếm 25% GDP của cả nước, gần bằng 50% nợ công của chính phủ? Khi nỗi lo về tài chính và nhà thầu chưa có lời giải, thì người ta lại công bố dự án sẽ khởi công trong tháng này, kèm theo những lời trấn an không cần lo lắng việc Trung Quốc làm dự án cao tốc Bắc Nam. Như vậy là đã chọn được thầu rồi ư? Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu đã chọn sao không công bố, phải chăng là thầu Bắc Kinh nên không công khai? Như vậy thì khi thi công đội vốn chậm tiến độ, chúng ta lấy gì để trả nợ trong khi nợ công còn đang là gánh nặng? Còn nhớ câu chuyện về ngành đường sắt của Nhật từng gây chấn động dư luận thế giới, cụ thể công ty JR Hokkaido có kế hoạch đóng cửa nhà ga Kami Shirataki, nhưng qua tìm hiểu thực tế, hàng ngày có duy nhất một nữ sinh trung học cần tàu đi đến trường, nên công ty này đã quyết định duy trì tàu và nhà ga đến thời điểm nữ sinh ấy tốt nghiệp trung học. Chỉ vì lợi ích của một công dân mà người Nhật sẵn sàng dừng lại tất cả các dự án. Có lẽ những dự án nào nguy hại cho dân tộc, cho quốc gia thì có lẽ họ không bao giờ dám nghĩ tới, chứ nói gì là thực hiện. Thật khâm phục người Nhật nghĩ đến dự án cao tốc Bắc Nam mà đau đớn lòng. Cao tốc Bắc Nam được ví như con đường sinh lộ của dân tộc bởi không chỉ đơn thuần là đường giao thông phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân, mà nó còn là tuyến đường huyết mạch ảnh hưởng đến an sinh quốc gia. Các điểm khống chế của tuyến đường cao tốc này đều nằm trong hành lang giao thông phía đông. Khi manh nha dự án này giao cho Trung Quốc thi công thì nhiều chuyên gia cảnh báo giao cao tốc Bắc Nam cho Trung Quốc thi công sẽ sập bẫy nợ và nhượng địa rất nhiều. Chọn thầu Trung Quốc chẳng khác nào hai tay dâng lãnh thổ cho kẻ cướp. Nếu để Trung Quốc thi công cao tốc Bắc Nam thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bờ cõi Việt Nam sẽ bị Trung Quốc kiểm soát, đặc biệt các khu căn cứ ngầm của tàu cộng hình thành ở ba miền Bắc Trung Nam sẽ được kết nối với nhau một cách dễ dàng. Đất nước sẽ bị chia cắt theo chiều rộng. Nắm được các tử huyệt trên hành lang giao thông phía đông, Trung Quốc cài cắm những thiết bị kỹ thuật vào hệ thống cao tốc để theo dõi, thu thập thông tin, vô hiệu hóa các chuyến bay ra biển, thì sẽ chiếm thế thượng phong trong chuyện đánh chiếm Biển Đông. Trung Quốc chiếm được Biển Đông coi như Việt Nam không còn gì để mất nữa. Thế đấy, cao tốc Bắc Nam con đường sinh lộ biến thành tử lộ nếu như rơi vào tay tàu cộng. Dự án này tuy là nguy cơ của gần 100 triệu người dân Việt Nam, nhưng nó mang lợi ích khổng lồ cho Trung Quốc. Bởi Việt Nam là nơi mà tất cả các hệ thống trọng điểm, cả vành đai con đường đi xuống và tiền đề để tiếp xuống Đông Nam Á, Biển Đông, Ấn Độ Dương, Việt Nam là điểm khởi đầu của con đường biển đảo, mà Vân Đồn là điểm đảo đầu tiên của con đường trên biển. Quảng Ninh, Lào Cai là điểm đầu tiên của con đường tơ lụa trên bộ đổ xuống. Sông Mekong là điểm đến sau cùng, cũng là Việt Nam. Và nay, cao tốc Bắc Nam, trọng tâm của vành đai con đường của Trung Quốc. Chính vì đường cao tốc này liên quan đến tồn vong của Đại Hán nên cả hệ thống chính trị Trung Quốc đứng đằng sau để bằng mọi giá thắng thầu. Mới đây Việt Nam bán hồ sơ đấu thầu có 12 bộ thì Trung Quốc đã mua hết 80 bộ, chiếm hơn 50% số hồ sơ. Với chiều bài cũ, Trung Quốc sẽ bỏ giá thấp, các nhà thầu khác sẽ khó có cơ hội. Cộng thêm những quy định về luật đấu thầu ưu ái cho Trung Quốc thì miếng mồi ngon này chắc chắn sẽ thuộc về tay tàu cộng. Phải chăng chuyện đấu thầu chỉ là hình thức? Bởi trước đó để dọn đường cho Trung Quốc, người ta thăm dò dư luận bằng những phát ngôn lộ liễu, Trung Quốc trúng thầu sẽ không sao vì họ có năng lực. Cao tốc Bắc Nam chỉ có thầu Trung Quốc mới hội tụ đủ tiêu chuẩn, hay không cần lo lắng việc Trung Quốc làm dự án cao tốc Bắc Nam. Nhiều người tự hỏi sao Việt Nam không làm giống như người Nhật, nếu làm được như thế thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì để bàn về dự án cao tốc Bắc Nam. Đằng này có bao nhiêu vấn đề hệ trọng đặt ra khiến cho dư luận hoang mang. Để cho Trung Quốc thi công cao tốc Bắc Nam, Cát Linh Hà Đông có thể tái diễn. Giờ tàu cộng đã gần như thất bại trong cuộc thương chiến với Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đạp tàu cộng té vào bẫy vành đai con đường do tự mình giăng ra, xem như chiến lược này thất bại nên Tập Cận Bình mới kêu gọi vạn lý trường chinh, mà chiến lược mới cũng đang dậm chân tại chỗ. Nay Mỹ lại ra tay triệt hạ Iran rồi đến Nga ngố, tàu cộng không còn đồng minh, hiện Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ tan rã lúc nào không biết, thì liệu Bắc Kinh có hoàn thành được cao tốc Bắc Nam cho Việt Nam sử dụng hay không? Nếu dự án này lỡ hẹn như Cát Linh Hà Đông hơn chục năm dòng thì sẽ ra sao? Hiện tổng nợ công của Việt Nam đã rất cao, bao gồm nợ chính phủ, nợ chính quyền địa phương, nợ doanh nghiệp nhà nước, nợ chính phủ bảo lãnh, khoảng hơn 210% GDP, tương đương với 506 tỷ đô la. Ngân sách đang thâm hụt, mỗi năm tới phải vay hàng tỷ đô la để trả nợ gốc và lãi. Vay nợ để trả nợ liên tục là điềm báo của một nền kinh tế sẽ vỡ nợ nếu không điều chỉnh hợp lý. Giờ vay vốn của Trung Quốc rồi để cho thầu Trung Quốc thi công cao tốc Bắc Nam. Nếu dự án này đội vốn thì Việt Nam lấy gì để trả nợ? Vì sao Việt Mỹ không thể tin tưởng nhau? Trong lúc dịch cúm Vũ Hán đang diễn biến phức tạp thì Trung Quốc lại triển khai nhiều hoạt động mới trên Biển Đông ngay sau khi vừa tuyên bố giải quyết xong ổ dịch Vũ Hán. Việt Nam có thể làm gì trong tình thế này khi cũng đang gồng mình chống dịch, và liệu nước Mỹ có đóng góp vai trò gì giúp cho Việt Nam khi cường quốc này trở thành nước dẫn đầu thế giới về số ca lây nhiễm? Mới đây nhất ngày 26 tháng 3, Trung Quốc đã khai thác 861.400 mét khối khí tự nhiên từ khí mê tan trong một tháng sản xuất thử nghiệm ở Biển Đông. Truyền hình nước này đưa tin, giới chức năng lượng Trung Quốc phát biểu rằng đây là bước quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa khí mê tan. Mê tan đã được xác định là một nguồn khí đốt mới tiềm năng cho Trung Quốc ở Biển Đông, được cho là có chứa một số lượng khí mê tan dồi dào nhất trên thế giới. Trung Quốc đã đưa máy bay quân sự tới Biển Đông để diễn tập trong tháng này ở Biển Đông, dường như để đáp trả lại các cuộc tuần tra khu vực này của tàu chiến Mỹ. Theo truyền thông Trung Quốc cho biết, hồi tháng 2, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng của Việt Nam, một động thái được cho là nhằm tăng cường quan hệ Mỹ-Việt, khẳng định sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông, nhưng đã khiến cho Trung Quốc tức giận. Tiếp đến đầu tháng 3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS MC Campbell của Mỹ đã đi vào Biển Đông để thể hiện rằng đây là tuyến đường thủy quốc tế mở thay vì nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, theo Reuters. Đáp lại, giữa tháng 3, Trung Quốc tập trận chung với Campuchia trên Biển Đông, mặc dù có nguy cơ khiến cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác phẫn nộ. Mới đây, Trung Quốc lại ngang nhiên đưa máy bay quân sự ra đảo Trường Sa. Ảnh chụp vệ tinh của IMSS International ISI Israel hôm 29 tháng 3 cho thấy máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc hạ cánh trái phép trên đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, Tân Hoa Xã ngang nhiên đưa tin Trung Quốc lập hai trạm nghiên cứu trên hai đá chữ thập và Subi cũng thuộc đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam. Hai cơ sở này sẽ theo dõi, đo đạc và thay đổi các sinh thái địa chất, môi trường tại các vùng biển này. Hai cơ sở này được cho là cùng tổ hợp với một trung tâm nghiên cứu Trung Quốc xây dựng trước đó ở đá Vành Khăn ở Trường Sa. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế không thể tin vào việc Bắc Kinh đưa ra những tuyên bố về việc xây dựng cơ sở bãi đá chữ thập hay Subi để nghiên cứu khoa học. Hôm 24 tháng 3, tiến sĩ Colin Coe, chuyên gia quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế H. Rajamanam Singapore nhận định hẳn nhiều người nghĩ rằng dịch virus Vũ Hán đang diễn ra có lẽ sẽ khiến cho Bắc Kinh không chú ý đến những điểm nóng hàng hải. Thực tế lại không phải như vậy. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất chấp dịch cúm Vũ Hán đang hoành hành ở nước này. Tiến sĩ Patrick Cornyn, Chủ tịch Chương trình An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ cho rằng, về mặt lý thuyết, tất cả các quốc gia cần cùng nhau hợp tác cho an ninh biển và tài nguyên, tìm ra cách thức bền vững để cho các quốc gia ven biển khai thác tài nguyên biển. Tuy nhiên, ông Cronin cũng đặt vấn đề, nhưng điều đó có thể sẽ bị niềm tin sai chỗ khi nghĩ rằng Trung Quốc bây giờ muốn bảo vệ hệ sinh thái biển, trong khi thực tế thì nước này suốt nhiều năm qua đã phá vỡ hệ sinh thái biển, không chỉ gây hại cho hệ sinh thái, Trung Quốc
còn nhiều lần quấy rối vùng biển và tàu bè của Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia, hay gần đây nhất là chiếu laser vào tàu và máy bay của Mỹ. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế khó có thể đặt niềm tin vào một quốc gia như Trung Cộng. Hay nghiên cứu môi trường biển để thu thập thông tin nhằm ẩn nấp tàu ngầm, những khu vực này trong lòng đại dương, nơi mà tàu ngầm hoạt động, Trung Quốc cần nắm rõ các điều kiện dòng nước để thiết lập hệ thống cảm biến phục vụ cho mạng lưới liên lạc, cập nhật thông tin của tàu ngầm. Cũng không tin tưởng vào điều mà Bắc Kinh công bố, tiến sĩ James Holmes, chuyên gia chiến lược hàng hải Đại học Hải chiến Mỹ cho rằng, bằng cách xây dựng cái gọi là trung tâm nghiên cứu dành cho khoa học, nhưng Trung Quốc vô hình chung đã thiết lập sự kiểm soát. Với cách thức này, Bắc Kinh đã đặt sự đã rồi và các nước khó can thiệp, đòi phục hồi nguyên trạng, yêu cầu người Trung Quốc rời đi bằng đường ngoại giao hay quân sự, giúp núp bóng nghiên cứu khoa học, còn khiến cho các nước khác nếu can thiệp để cho người Trung Quốc rút đi thì Bắc Kinh lại đổ vấy cho rằng đó là hành vi tấn công vào giới nghiên cứu khoa học. Động thái xây trạm nghiên cứu ở đá chữ thập và đá Subi là chiêu trò khá quen thuộc từ Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên lợi dụng những lúc tình hình phức tạp, các nước có những mối quan tâm khác nhau thì ra tay hành động. Phân tích sâu hơn, tiến sĩ Satoru Dagao, Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ cho rằng mục đích của việc xây dựng các cơ sở nghiên cứu trên là để phục vụ quân sự. Cụ thể, theo tiến sĩ Dagao, Bắc Kinh cần thu thập thông tin để củng cố khả năng kiểm soát ở các thực thể nhân tạo và họ đang chiếm giữ phi pháp điển hình, như việc bảo tồn nước ngọt hay hệ sinh thái thực vật là nhằm bảo đảm môi trường sống cho lực lượng binh sĩ mà Trung Quốc đang đồn trú tại đây. Tương tự, Bắc Kinh cũng muốn cập nhật nhiều hơn những thông tin thời tiết vốn có vai trò quan trọng để triển khai máy bay quân sự. Ba bãi đá chữ thập Subi và Vành Khăn có vai trò quan trọng ở khu vực quần đảo Trường Sa. Ba bãi này hình thành nên ba cạnh của một tam giác mang tính chiến lược ở khu vực này. Bắc Kinh cũng đã xây dựng đường băng và nhà chứa máy bay tại cả ba bãi đá này. Bên cạnh mục tiêu quân sự, theo tiến sĩ Nagao, thông qua các cơ sở này, Trung Quốc muốn thể hiện với thế giới rằng họ kiểm soát vùng biển tại nơi đây. Việc thu thập các thông tin dữ liệu cũng có thể được Trung Quốc dùng để biện minh rằng họ nắm rõ vùng biển này nhằm củng cố cho quyền kiểm soát. Để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc, chiến lược của Mỹ là củng cố các cam kết về quan hệ đối tác đồng minh đã có, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác và cùng chia sẻ quan điểm về tôn trọng chủ quyền, công bằng thương mại và luật quốc tế, theo phân tích của tác giả Max Valencia trên báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Chiến lược này nhằm thực hiện tầm nhìn vĩ đại của Mỹ về một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bao gồm tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp, tôn trọng chủ quyền, doanh nghiệp tư nhân và thị trường mở. Do tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc, từ lâu các nhà quan sát đã cho rằng Việt Nam là một nước chống Trung phò Mỹ mạnh mẽ nhất trong toàn khối ASEAN. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng Việt Nam và Mỹ không hề có sự tin cậy lẫn nhau. Thực tế là Việt Nam không chia sẻ nguyên lý cốt lõi của một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, tự do hàng hải cho các tàu chiến mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi và thực thi trong khu vực. Việt Nam từ lâu có những chính sách hạn chế cho tàu chiến đi vào lãnh hải của mình, tương tự như ở Trung Quốc. Đặc biệt, Việt Nam có cả đường lãnh hải cơ sở và các nước phải được phép của Việt Nam mới được vượt qua các đường cơ sở này. Theo ông Mark Valencia, nhà phân tích chính sách hàng hải, nhà bình luận chính trị và là nhà tư vấn chính sách châu Á, do đó Hoa Kỳ đưa các tàu chiến đi vào trong vùng lãnh hải xung quanh Hoàng Sa không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn vào Việt Nam. Hơn nữa, Hoa Kỳ không công nhận các yêu sách của Việt Nam đối với các thực thể nằm dưới mực thủy triều ở Trường Sa, đồng thời phản đối việc quân sự hóa của Việt Nam cũng giống như với Trung Quốc. Sự va chạm trong các diễn giải và chính sách pháp lý liên quan đến tự do hàng hải là biểu tượng cho sự lệch tông mang tính chiến lược cơ bản giữa Mỹ và Việt Nam. Ngoài ra, dù chống Trung, Việt Trung lại có mối quan hệ khăng khít giữa hai đảng Cộng sản và quan hệ kinh tế lâu năm. Việt Nam cũng luôn kiên định chính sách 3-0, không tham gia vào các liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự ở nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không phụ thuộc vào một quốc gia để chống lại một quốc gia khác. Không có điểm chung về văn hóa, ý thức hệ, hệ thống chính trị hay thế giới quan, ngoại trừ mối đe dọa của Trung Quốc. Đó là bản chất của mối quan hệ chiến lược Việt-Mỹ, vẫn theo tác giả của Mark Valencia.
Trên thực tế, Việt Nam và Mỹ không tin nhau vì những lý do chính đáng từ cả hai phía, và điều đó khiến cho việc xây dựng một mối quan hệ chiến lược vững chắc và lâu dài giữa hai bên là không thể, tiến sĩ Mark Valencia bình luận. Ứng phó của Hà Nội, kit xét nghiệm nhanh nhưng vẫn chậm. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội trong mấy ngày qua tăng nhanh đột biến và trở nên phức tạp hơn khi những người nhiễm được phát hiện có nhiều tiếp xúc với người khác trong cộng đồng trên diện rộng. Đặc biệt, sự kiện ở Bệnh viện Bạch Mai dẫn đến các phong tỏa cả bệnh viện và dịch có nguy cơ lan sang cả 30 quận huyện của Hà Nội. Như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống virus Vũ Hán thành phố vào ngày 30 tháng 3. Để đối phó, gần đây nhất ông Trung đã đưa ra phương án lập 10 trạm xét nghiệm dã chiến và đưa vào sử dụng bộ test nhanh của Hàn Quốc từ sáng 31 tháng 3. Đây là bộ test do Hàn Quốc sản xuất và đang được sử dụng thông qua lấy máu cho kết quả xét nghiệm trong vòng 10 phút. Theo ông Trung, kit xét nghiệm này nhanh trên diện rộng và sẽ tìm ra xác suất cách ly sớm người nhiễm, tránh mầm bệnh phát tán. Nhưng đứng dưới góc độ khoa học, việc làm này thật sự không phù hợp cho mục đích trên. Cho đến hiện nay, sự ứng phó của Hà Nội vì nhu cầu rất lớn về phát hiện là kiểm tra người nhiễm COVID-19 nên đã có nhiều cơ quan chính phủ hoặc công ty tư nhân ở khắp mọi nơi trên thế giới tham gia vào việc nghiên cứu và sản xuất các kit xét nghiệm nhanh bệnh này. Dựa trên đối tượng phát hiện của các sản phẩm kit xét nghiệm nhanh, chúng được chia ra làm hai loại. Loại 1 sử dụng từ que quẹt mũi hoặc họng để xác định trực tiếp sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 có trong người nghi nhiễm, dựa trên bộ gen RNA của chúng. Loại 2 sử dụng máu của người nghi nhiễm để tìm kiếm các kháng thể đặc hiệu được tạo ra trong cơ thể lại chống lại virus SARS-CoV-2 sau khi bị nhiễm. Do vậy, có thể xem đây là phương pháp xác định gián tiếp virus và nhiễm vào người bệnh. Điểm khác biệt quan trọng giữa hai loại xét nghiệm trên là thời gian. Loại 1 với phương pháp xác định trực tiếp và có thể phát hiện được virus rất sớm trong cơ thể người nhiễm, chỉ vài ngày sau khi nhiễm. Nhưng loại 2 với phương pháp xác định gián tiếp virus qua việc tìm kháng thể trong người nhiễm cần phải ít nhất từ 7 đến 10 ngày sau khi người này nhiễm virus. Điểm khác biệt này là do kháng thể của chúng ta được tạo ra từ tế bào miễn dịch trong pha trễ của phản ứng miễn dịch có tên gọi là miễn dịch đáp ứng. Nói cách khác, cần thời gian ít nhất là 7 đến 10 ngày để cơ thể con người bắt đầu tạo ra những kháng thể trong máu nhằm kháng lại các tác nhân xâm nhập, trong trường hợp này là virus. Các kháng thể này có thể tiếp tục được tìm thấy trong máu ngay cả khi tác nhân gây bệnh đã bị tiêu diệt. Các nghiên cứu còn cho thấy chúng có thể tồn tại đến cả năm. Do vậy, được dựa vào các đặc điểm và thời gian thì phương pháp tìm kháng thể trong máu không có ý nghĩa trong việc phòng dịch COVID-19 lây lan. Ngược lại, việc sử dụng phương pháp này có thể gây kết quả âm tính giả trong một tuần đầu tiên nhiễm virus vì cơ thể chưa tạo ra được kháng thể, hoặc cơ thể người bệnh tạo ra kháng thể trễ hơn thời gian thông thường. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi mà người mang kết quả âm tính giả này không được cảnh báo để thực hiện cách ly đi khắp mọi nơi. Vậy việc xét nghiệm dựa trên kháng thể có ý nghĩa trong trường hợp nào? Do sự tạo ra kháng thể là hệ quả của việc nhiễm SARS-CoV-2 và phản ứng của cơ thể chống lại virus này, nên việc tìm thấy kháng thể chỉ có thể giúp xác định xem cơ thể của người bệnh hoặc đã bệnh có tạo ra được kháng thể hay không, chứ không xác định được thực trạng người đó có virus trong cơ thể hay không. Tuy nhiên, việc xác định kháng thể trong người bệnh này có một số ý nghĩa khác như nhau như sau. Trong hoàn cảnh dịch bệnh nghiêm trọng và chưa có thuốc điều trị hữu hiệu thì những bệnh nhân đã hồi phục trong máu chứa lượng kháng thể chống lại virus này có thể hiến huyết thanh của họ để giúp điều trị cho những bệnh nhân nguy kịch. Việc xét nghiệm còn có thể giúp cho xác định những người đã miễn dịch với virus sau khi đã nhiễm và khỏi có thể an toàn hơn khi đảm nhận các công việc tuyến đầu trong đại dịch. Sau một thời gian dịch bệnh lan tràn hoặc sau một thời gian tiêm phòng vaccine, việc kiểm tra kháng thể trong người dần có ý nghĩa để biết được bao nhiêu phần trăm người trong cộng đồng đã trở nên miễn nhiễm với virus này, từ đó có thể đánh giá mức độ miễn dịch cộng đồng. Tóm lại, xét nghiệm dựa trên vật liệu di truyền virus SARS-CoV-2 hiện nay vẫn là tiêu chuẩn vàng để xác định người nhiễm virus và đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa lây lan của dịch bệnh virus Vũ Hán. Phương pháp xét nghiệm dựa trên việc
sử dụng máu để tìm kháng thể đặc hiệu vẫn chưa chứng minh được tính hữu dụng của nó để áp dụng một cách đại trà nhằm mục đích phòng dịch. Do vậy, ứng phó của Hà Nội quyết định đầu tư cho việc lập trạm xét nghiệm dã chiến và đưa vào sử dụng bộ test nhanh để nhằm mục đích tìm ra xác suất cách ly sớm người nhiễm, tránh mầm bệnh phát tán là không phù hợp. Chúng tôi đề xuất nên cân nhắc lựa chọn lại các phương pháp xét nghiệm dựa trên các xác định trực tiếp sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 đó có ở trong người nghi nhiễm dựa trên bộ gen RNA của chúng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.